Rồi, xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip thả cá vào hồ mới. Trước khi thả cá mình sẽ đo thử độ pH của nước bao nhiêu nha. Rồi, đây là cây bút đo pH để cắm vô nước. Rồi, nước của mình khoảng chừng 5.9. pH hơi thấp các bạn. Đây các bạn, hôm nay mình tuyển được hai em Kohaku. Mình thích hai em này. Khi cá về thì các bạn nhớ bỏ trong bọc như vậy nha. Thả vô nước cho nó quen với cái nhiệt độ của nước ở nhà mình. Xong rồi các bạn lấy thuốc tím, các bạn tắm tím. Gọi là thuốc tím của mình thì ở đây rồi mình gọi là sen metilen. Các bạn tắm tím vệ sinh gì đó cho cá nó khỏe. Sát trùng á, gọi là sát trùng trong cá trước rồi hãy bỏ vô hồ. Cá này xài 40 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cái hũ mình chỉ nuôi cá lớn thôi, mình sẽ không nuôi cá nhỏ nữa. Cá nhỏ mình để mình chia lại các anh em, với lại mình sẽ làm một cái hồ nuôi cá nhỏ riêng. Mình sẽ chia ra hai dòng khác nhau. Khi các bạn sau này các bạn chơi thì các bạn sẽ như vậy, sẽ không còn nuôi tùm lum nữa. Rồi, bây giờ mình cho nó quen nhiệt độ với độ pH độ ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó vô hồ nha. Rồi, hai em ấy mình để lên hồ mới rồi. Mình cũng để một tí cho em ấy quen nhiệt độ. Rồi mình bỏ nước ít ít vào để cho em ấy quen pH. Không biết là hai em này nhìn trong hồ của mình là hồ nhìn kiến, nên không biết là có đẹp hay không. Rồi, nhưng mà tạm thời là nhìn ở trên xuống mình rất là thích. Ok, mình đã thả hai em ấy vô rồi. Có lẽ em ấy sẽ quen, chưa quen với môi trường. Nhưng mà khi thả cá mới thì cá nó sẽ lạ hồ, nó sẽ nhảy lên nha các bạn. Nên mình sẽ làm lưới che lại cho chắc. Rồi, thì vậy hôm nay mình chia sẻ với các bạn là với mình thả hồ với hai em Kohaku này thôi nha. Rồi khi có cá mới thì mình lại làm clip tiếp. Mong lúc đó đón nhận được sự quan tâm của các bạn. Bây giờ mình sẽ bật đèn lên nha. Mình mới gắn lại một bịch đèn. Đây. Có đèn rồi thì hai em ấy có vẻ hơi nổi hơn tí. Rồi, chào tất cả các bạn nha.